Xin kính chào quý nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại quý nhà đầu tư trong chương trình La bàn thị trường của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi thì có tôi là Lương Duyên và anh Tuấn Hoàng Ba P là chuyên gia đến từ trung tâm tư vấn đầu tư của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Tiếp nối chương trình La bàn đầu tư tuần trước của chúng tôi thì tuần này chúng tôi lại tiếp tục tổ chức mini game cho quý nhà đầu tư với phần quà vô cùng đặc biệt, đó là gói giao dịch Tomato 30 với giá trị lên đến với giá trị là 500.000 đồng trên một tháng. Khi được gói quà này thì quý nhà đầu tư sẽ được miễn phí giao dịch tối đa lên đến là 666 triệu đồng trên một tháng hay tương đương với 30 triệu đồng trên một ngày. Và điều kiện để quý nhà đầu tư có thể tham gia mini game của chúng tôi thì quý nhà đầu tư hãy like, share video ngày hôm nay của chúng tôi kèm thêm comment với đáp án và con số may mắn của quý nhà đầu tư. Ví dụ quý nhà đầu tư chọn đáp án D thì quý nhà đầu tư hãy comment là D gạch ngang 169. Và câu hỏi của mini game ngày hôm nay của chúng tôi đó là: đặc điểm nổi bật của chứng chỉ quỹ ETF là gì? Đáp án A, ETF đầu tư thụ động, mô phỏng một chỉ số nhất định. Đáp án B, nhà đầu tư có thể giao dịch thứ cấp đối với ETF. Đáp án C, ETF không có giá niêm yết. Và đáp án D, đó là ETF được quản lý bởi các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Và sau đây thì chúng tôi sẽ đi vào nội dung chi tiết của chương trình ngày hôm nay. Quý nhà đầu tư có câu hỏi gì hãy để lại ở dưới comment. Và cuối chương trình thì chuyên gia của chúng tôi sẽ quay trở lại để giao lưu cùng quý nhà đầu tư. Trước tiên thì chúng tôi sẽ đi vào phần tin nổi bật trong tuần vừa qua. Với tin tức đầu tiên, đó là thấy gì từ động thái tích trữ hàng tồn kho của các doanh nghiệp thép. Với diễn biến tăng giá nguyên vật liệu đầu vào, nhiều doanh nghiệp thép Việt Nam đã ứng phó bằng cách tăng lượng hàng tồn kho đột biến. Tuy nhiên thì từ nửa cuối tháng 10 năm 2021, giá nguyên vật liệu thép nói chung liên tục giảm, cùng với đó là giá thép Trung Quốc thì đang bắt đầu hạ nhiệt do áp lực từ thị trường nội địa. Do các doanh nghiệp thép Việt Nam đã tích trữ nguyên liệu giá cao trước đó nên có thể bị tác động tiêu cực, cụ thể thì doanh nghiệp thép có thể phải điều chỉnh giá bán theo mức giảm của nguyên vật liệu đầu vào, từ đó thì có thể sẽ bị thu hẹp biên lợi nhuận. Cùng với đó thì một tin tức tiếp theo đó là giá quặng sắt còn giảm trong nhiều năm tới. Theo Fitch Solutions thì giá quặng sắt trung bình năm 2022 khoảng 110 USD trên tấn sẽ giảm hơn 30% so với năm 2021. Về dài hạn thì Fitch nhận định giá quặng sắt sẽ tiếp tục giảm trong các năm tới do ba nguyên nhân. Thứ nhất đó là nhu cầu quặng sắt giảm khi Trung Quốc áp dụng biện pháp hạn chế sản xuất để đáp ứng tiêu chuẩn môi trường. Thứ hai đó là thị trường bất động sản Trung Quốc ảm đạm. Và thứ ba đó là nguồn cung quặng tăng trưởng mạnh trở lại. Giá thép cũng giảm khá mạnh sau khi tạo đỉnh cuối tháng 9 năm 2021 với mức giảm hơn 20%, dự báo tiếp tục sẽ giảm thêm. Và giá thép trên thế giới giảm nhưng giá tại thị trường trong nước vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Do thứ nhất đó là nhu cầu tăng trưởng từ tháng 10 sau khi dỡ giãn cách. Và thứ hai đó là chuỗi cung ứng vẫn bị gián đoạn và không thể để hàng nước ngoài vào Việt Nam. Về lâu dài thì thép giảm sẽ không có lợi cho doanh nghiệp thép. Vì thứ nhất đó là giảm giá thì dẫn đến là biên lợi nhuận giảm. Và thứ hai nếu như mà không giảm giá thì các doanh nghiệp thép sẽ thiếu cạnh tranh và mất thị phần. Đánh giá về cái này thì Tuấn có một chút nhận định như này. Nếu chúng ta nhìn lại quá khứ, giai đoạn mà từ năm 2017 khi mà đỉnh của bất động sản đi qua, tháng 2018-2019 rồi thậm chí 2020, thì chúng ta nhận thấy rằng là có một số các doanh nghiệp nó chịu ảnh hưởng rất là tiêu cực bởi vì giá thép bị suy giảm, như là Hoa Sen, Nam Kim. Và hai doanh nghiệp này đã chịu cái mức lỗ, rồi đến Nam Kim thì họ phải bán bớt cái nhà máy thép, một cái nhà máy thép đi. Điều đấy cho thấy rằng là nếu như chúng ta một nhà máy thép mà không đi lên từ quặng, tức là đi từ khoảng giữa, ví dụ như Nam Kim hay Hoa Sen là họ đi từ thép HRC đó, thì cái câu chuyện của Hoa Sen, Nam Kim chắc chắn là sẽ rất là tiêu cực. Nhưng ngược lại thì đối với cả doanh nghiệp như Hòa Phát chẳng hạn, họ đang mục tiêu là họ sở hữu đến khoảng 40% hay 50% cái nguồn nguyên liệu đầu vào của họ là đi từ quặng. Tức là trong trường hợp mà giá quặng ở mức thấp thì họ sẽ đi tối ưu việc là bằng đi mua ngoài cái quặng đấy ở các doanh nghiệp khác. Và trong trường hợp mà quặng ở mức giá cao thì họ sẽ sử dụng cái nguồn nội địa, tức là nguồn nội bộ của họ. Chính vì điều đấy nên thành ra là Tuấn tin rằng là cái việc mà giá quặng bị tăng hay bị giảm thời gian tới thì Hòa Phát sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Đó,
Cái câu chuyện thứ hai là câu chuyện về việc Fitch Solutions họ nói câu chuyện về giá quặng giảm trong nhiều năm tới ấy, thì Tuấn chưa chắc tin này là đúng. Bởi vì sao? Vì Tuấn nghĩ rằng là cái siêu chu kỳ hàng hóa, như cái lần đầu tiên Tuấn nói siêu chu kỳ hàng hóa cách đây khoảng khá lâu rồi, thì Tuấn cho rằng là siêu chu kỳ hàng hóa xuất phát bởi 3 điểm. Một, đó là giá ở mức thấp trong nhiều năm. Hai, đó là quá trình bơm tiền khủng khiếp. Và cái điều kiện đủ cuối cùng đó chính là việc có một cái thúc đẩy kinh tế mới tại các thị trường mới. Và bây giờ cái câu chuyện go green nó đang rất là mạnh mẽ. Chính vì vậy mà Tuấn không tin rằng là việc giá quặng có thể giảm trong nhiều năm là một... Tuấn đang nghi ngờ về cái nhận định này của Fitch. Đó. Thì trong cái trường hợp như vậy thì Tuấn nghĩ rằng là mình vẫn có thể đầu tư vào các doanh nghiệp mà được hưởng lợi đầu tư công. Bởi vì cho dù là giá quặng có thể giảm, có thể tăng, giá thép có thể giảm, có thể tăng, nhưng mà cái nhu cầu thép có thể tăng lên trong thời gian tới nó sẽ là một cái điều không thể thay đổi. Nếu như mà xuất hiện cái nguồn cung và nguồn cầu rất là khủng khiếp thì sắp tới là sẽ có những cái gói chi tiêu công rất là mạnh mẽ của Mỹ chẳng hạn, hay của các nước châu Âu, hay Việt Nam mình cũng có. Thì do đó thì Tuấn nghĩ rằng là các doanh nghiệp thép, đặc biệt là những doanh nghiệp thép mà đi lên từ quặng như kiểu Hòa Phát chẳng hạn, là một doanh nghiệp không thể thiếu trong danh mục trong thời gian tới. Đặc biệt là đến 2024 thì họ thêm cái nhà máy Dung Quất 2 nữa, thì còn cái khả năng tăng trưởng giá của Hòa Phát còn rất là mạnh. Còn 2022 và 2023 thì họ vẫn có tăng trưởng nhờ cái chi tiêu công. Đó. Dạ vâng. Và đó là tin tức nổi bật của chúng tôi trong tuần vừa rồi. Và tiếp theo của chương trình thì chương trình của chúng tôi cũng gồm có 5 phần như mọi khi. Phần đầu tiên đó là về thông tin vĩ mô, phần thứ hai là lãi suất tiền tệ và ngân hàng, phần thứ ba là kênh cổ phiếu, phần thứ tư là kênh tài sản khác và phần cuối cùng đó là câu chuyện đầu tư. Sau đó thì chuyên gia của chúng tôi sẽ trả lời giao lưu cùng quý nhà đầu tư. Vì vậy mà quý nhà đầu tư đừng quên để lại câu hỏi ở dưới comment ạ. Sau đây thì chúng tôi sẽ đi vào tin tức đầu tiên của phần thông tin vĩ mô, đó là lạm phát ở Mỹ lên mức cao nhất kể từ năm 1990. Tình trạng lạm phát ở Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng gia tăng khi CPI tháng 10 tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2020 và 0,9% so với tháng 9, vượt kỳ vọng của hầu hết các nhà kinh tế học. Những nhân tố đóng góp chính vào mức tăng trong những tháng gần đây, chi phí mua nhà, chi phí năng lượng, khó có thể hạ nhiệt trong thời gian ngắn khi nền kinh tế Mỹ đang mở cửa trở lại nhưng gặp trở ngại chuỗi cung ứng, tắc nghẽn và thiếu hụt lao động chất lượng. Fed cũng đã tránh nhắc về lạm phát chỉ là tạm thời khi số liệu đang diễn biến trái ngược với tuyên bố. Và mức CPI 6,2% cao nhất trong 30 năm sẽ gây áp lực cho Fed sẽ đẩy nhanh quá trình rút gọn mua lại tài sản cũng như phải cân nhắc từ bỏ lãi suất gần 0%. Và lạm phát càng kéo dài thì sức tiêu thụ sẽ càng giảm và ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình hồi phục kinh tế sau COVID-19. Việc mà lạm phát tăng này thì đương nhiên rằng là nó sẽ khiến cho cái chính sách tiền tệ của Fed nó bị giảm đi. Và như Tuấn có đề cập trong một số lần live stream trước thì Tuấn có nói rằng là khi mà Fed giảm cái quá trình mua trong tháng 11 có thể tạo ra một cái áp lực nhất định đối với thị trường Mỹ nói riêng và thị trường Việt Nam, tức là những thị trường khác nói chung, như kiểu Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng về tâm lý. Và thực tế thì sau khi mà Fed đưa ra thông tin đó xong thì Việt Nam mình có bị giảm nhẹ trong cái buổi trước cái thông tin đấy xảy ra, và sau đó thị trường mình bắt đầu hồi phục trở lại. Thì trong câu chuyện này thì Tuấn muốn chia sẻ rằng là cho dù cái gói tiền tệ của Fed có thể giảm đi nhưng mà bù lại thì chính phủ Mỹ đã thông qua gói chi tiêu công là khoảng 1.200 tỷ đô và cái gói này sẽ bù đắp cho cái việc mà Fed giảm cái chương trình mua tài sản. Đó, thì hai cái này bù đắp với nhau. Và nếu như quý vị có học qua kinh tế thì quý vị sẽ biết rằng là các lý thuyết kinh tế đều đưa ra rằng là cái chi tiêu công ấy thì bao giờ nó cũng đạt được hiệu quả cao hơn so với cả cái chính sách tiền tệ. Đó, thì trong trường hợp như thế thì Tuấn nghĩ rằng là cái việc chi tiêu công này không chỉ diễn ra tại Mỹ đâu mà nó diễn ra tại rất là nhiều nước khác, như EU này cũng có này, Trung Quốc, Hàn Quốc đều có hết. Và Việt Nam mình thì gần đây thì Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng đưa ra cái đề xuất cái gói kích thích kinh tế kéo dài 2 năm. Và Thủ tướng nói rằng là gói này sẽ đủ lớn để cho có thể kéo được cái nền kinh tế mình đi lên. Và trong trường hợp thế thì Tuấn nghĩ rằng câu chuyện chi tiêu công là câu chuyện cực kỳ hấp dẫn trong thời gian tới, đặc biệt là năm 2022. Và trong câu chuyện đấy thì không thể thiếu theo cái chuỗi giá trị đi, thì sẽ không thể thiếu các doanh nghiệp về xây dựng và vật liệu xây dựng như của Hòa Phát chẳng hạn. Rồi sau đó là đến những công ty, những ngân hàng. Vì khi mà các công ty thực hiện xây dựng một vấn đề gì đó thì bao giờ họ cần một cái công ty làm đối ứng vốn.
và đối ứng vốn thì bao giờ cái việc sẽ đẩy mạnh cái tín dụng ra và các ngân hàng sẽ là những công ty được hưởng lợi. Đó, thì đấy là một vài cái quan điểm của Tuấn về câu chuyện này. Và chúng ta sẽ chuyển sang tin thứ hai trong phần thông tin vĩ mô, đó là theo đuổi chiến lược Zero Covid, Trung Quốc mất nhiều hơn là được. Trong khi thế giới dần chấp nhận về việc sống chung với Covid-19 và trạng thái bình thường mới, thì Trung Quốc vẫn kiên trì theo đuổi chiến lược Zero Covid. Tuy nhiên, thì các biện pháp phong tỏa xã hội và sản xuất kinh doanh cầm chừng khiến cho nền kinh tế chưa thể mở cửa được. Và tăng trưởng GDP Trung Quốc trong quý 3 chỉ đạt 4,9%, thấp hơn nhiều so với mức 7,9% của quý 2 và dự báo sẽ chỉ đạt 3,5% cho quý 4 nếu tình hình kinh tế không được cải thiện. Và việc bảo lưu quan điểm Zero Covid trong bối cảnh quốc gia đang đối phó với hàng loạt những vấn đề như là khủng hoảng năng lượng, lạm phát sản xuất cao hay bong bóng bất động sản, thì Trung Quốc đang tự kìm hãm tốc độ hồi phục kinh tế cũng như gây ảnh hưởng tâm lý quá sợ hãi Covid-19 lên người dân, khiến cho quá trình mở cửa diễn ra chậm hơn. Khi mà Trung Quốc đi xuống, nền kinh tế Trung Quốc đi xuống thì đôi khi nó lại có tác động tích cực, tức là tiêu cực với Trung Quốc nhưng đôi khi lại tích cực cho các nước khác khi mà Mỹ hay là các nước khác tái cơ cấu chuỗi cung ứng. Và thực tế thì Tuấn thấy rằng là cái dòng vốn FDI vào Việt Nam mình bắt đầu tăng mạnh mẽ trở lại trong tháng 10. Thì các nước khác thay thế cho Trung Quốc sẽ được hưởng lợi, thì trong đó có Việt Nam. Đó, thì Tuấn nghĩ rằng là tin này đôi khi là tin hơi xấu hơn với Trung Quốc hơn một chút. Nhưng mà do Trung Quốc là một cái xưởng sản xuất lớn nhất của thế giới, thành ra cái xưởng sản xuất đấy sẽ bị chia nhỏ ra. Và trong đó Việt Nam mình có thể là sẽ nước sẽ được hưởng lợi. Và như vậy thì cái việc mà chúng ta đầu tư vào những doanh nghiệp như bất động sản, khu công nghiệp chẳng hạn, thì tôi nghĩ vẫn khá là hấp dẫn. Gần đây Tuấn có trong một cái chia sẻ đi xa lần trước, thì Tuấn có chia sẻ rằng là FSC sẽ là hấp dẫn cho đến quý 1 2022 vì câu chuyện của họ vẫn khá là tốt. Nhưng mà một doanh nghiệp khác mà từ 2022 trở đi thì Tuấn nghĩ rằng là PHR sẽ là một doanh nghiệp khá đáng theo dõi trong thời gian tới. Và tiếp theo, tin tức thứ 3 trong phần thông tin vĩ mô, đó là không có khách du lịch Trung Quốc, các nền kinh tế thiệt hại hàng trăm tỷ USD. Theo Tổ chức Du lịch Thế giới, mặc dù khách Trung Quốc vẫn mua sắm nhiều nhất khi du lịch nước ngoài, dịch Covid-19 đã khiến cho chi tiêu của du khách đại lục giảm từ hơn 260 tỷ USD năm 2019 xuống xấp xỉ 100 tỷ USD vào giữa năm 2021. Các chính sách cách ly nghiêm ngặt với người nhập cảnh và hoạt động bay quốc tế gần như là đóng băng, khiến cho số lượng người Trung Quốc đi du lịch sụt giảm. Ở chiều ngược lại, thì chi tiêu du lịch của khách Mỹ, quốc gia đứng thứ hai, đang hồi phục lên trên mốc 50 tỷ USD sau nửa đầu năm 2021. Nhờ mở cửa nền kinh tế nhanh chóng, tỷ lệ vaccine gần 70% và tốc độ triển khai hộ chiếu vaccine, chi tiêu du lịch quốc tế của khách Mỹ sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới. Thị trường châu Âu và Mỹ mở cửa cho hoạt động du lịch trở lại sẽ thúc đẩy các ngành dịch vụ như hàng không, giải trí, vận tải và ăn uống hồi phục mạnh mẽ trong thời gian tới. Vâng ạ, nếu chúng ta nhìn cái biểu đồ này, chúng ta thấy đường màu đỏ chính là đường của Trung Quốc và đang bị tiếp tục giảm. Các đường khác tương tự cũng đều giảm hết cả, trừ cái đường của Mỹ, tức là sau khi họ tạo đáy năm 2020 thì họ bắt đầu hồi phục nhẹ trở lại trong năm 2021. Thì trong trường hợp như này thì cái cơ hội đầu tư sẽ là gì? Thì như phần đánh giá mà Duyên vừa chia sẻ đó, thì chúng ta biết rằng là những ngành mà như kiểu dịch vụ này, bên cạnh ngành hàng không, giải trí, đúng không? Hay là những ngành như kiểu ăn uống sẽ được hồi phục rất là mạnh mẽ. Thì trong thời gian đấy thì Tuấn nghĩ rằng là những doanh nghiệp nào mà có xuất khẩu sang Mỹ thì chắc chắn là những doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi. Và trong cái team này, theo câu chuyện này Tuấn có đề cập trong cái buổi live stream lần trước, đó là Tuấn tin rằng là những doanh nghiệp mà có mở rộng được cái thị phần sang Mỹ như kiểu ANV, Nam Việt, Cá Tra Nam Việt, hay là FMC là xuất khẩu tôm sao ta, thì FMC cũng đã tăng được cái tỷ lệ xuất khẩu của mình từ chiếm 27% cơ cấu xuất khẩu sang lên 32% cơ cấu xuất khẩu tại thị trường Mỹ. Điều đấy cho thấy rằng là FMC cũng đang đẩy mạnh xuất khẩu sang Mỹ. Thì đó, thì hai doanh nghiệp về thủy sản này thì tôi nghĩ rằng là sẽ cơ hội rất là tốt trong thời gian tới. Vâng. Và tin tức cuối cùng của phần thông tin vĩ mô, đó là số ca nhiễm Covid-19 trong nước đang gia tăng trở lại. Sau một tháng chấp nhận trạng thái bình thường mới và sống chung với dịch bệnh, thì số ca nhiễm Covid-19 trong nước đang gia tăng trở lại, chủ yếu ở các tỉnh thành miền Nam. Việc mà các dịch vụ xã hội và giải trí mở cửa, các tỉnh thành nới lỏng di chuyển, cũng như một phần tâm lý chủ quan sau khi tiêm vaccine, khiến cho một số địa phương có dấu hiệu tái bùng dịch. Như vậy thì số ca nhiễm tăng đã được dự báo khi mà mở cửa trở lại. Tốc độ tiêm vaccine nhanh và tỷ lệ người tiêm cao là yếu tố quan trọng hơn giúp cho Việt Nam sớm hồi phục kinh tế và sống chung với trạng thái bình thường mới.
cái trạng thái bình thường mới này của chính phủ mình đã là theo hướng gọi là sống chung với lũ rồi, thì trong cái trường hợp như thế thì tăng trưởng về số ca Covid sẽ là chuyện bình thường, và đồng thời với đó thì việc mà kinh tế vẫn tiếp tục mở cửa, chúng ta sẽ chấp nhận sống cùng với điều đó. Và tại đâu xa ngay gần nhà Tuấn đây thì có 2 ca Covid F0 chẳng hạn, và việc phong tỏa rất là nhỏ và tất cả các hoạt động khác vẫn tiếp tục diễn ra như bình thường. Điều đấy cho thấy rằng là chúng ta sẽ không cần phải quá lo ngại Covid nữa, mà thậm chí ngoài ra thì 2 ca F0 đó thì cả cái làng của Tuấn thì gần như là cũng cũng không toàn âm tính hết. Đó cho thấy rằng là việc là một là việc tiêm phòng vaccine cũng có hiệu quả, và thứ hai là việc chúng ta áp dụng 5K cũng có hiệu quả. Đó thì trong trường hợp đấy thì cái việc đóng cửa nền kinh tế sẽ theo quan điểm của Tuấn là sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Và trong trường hợp như thế thì chúng ta có thể nghiên cứu các doanh nghiệp bán lẻ khi mà những doanh nghiệp này đã bị tác động rất là tiêu cực trong thời gian vừa qua, như Thế Giới Động này hay P&J này là những doanh nghiệp mà Tuấn nghĩ rằng là chúng ta rất cần theo dõi. P&J thì họ dự kiến là 2022 họ sẽ tăng trưởng ít nhất là 30%. Điều đó cho thấy rằng là nếu như P&J chẳng hạn thì chúng ta kỳ vọng lợi nhuận sang năm là khoảng 1.500 tỷ, thì với giá 110 đi là PE của P&J năm tới là mới khoảng 16 lần. Và một doanh nghiệp như P&J có cái tập khách hàng của họ là bền vững này, rồi cái vòng quay thời gian khách hàng của họ rất là ngắn, khoảng đâu đó khoảng 2 năm. Thứ ba nữa là họ tiếp tục mở rộng được thị trường, thì cái PE của P&J hợp lý khoảng đâu đó 25 lần, thì chúng ta Tuấn thấy rằng vẫn khá là hấp dẫn đối với cả P&J. Dạ vâng. Và đó là chúng tôi vừa đi qua phần thông tin vĩ mô. Sau đây thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần thứ hai của chương trình, đó là lãi suất tiền tệ và ngân hàng. Với tin tức đầu tiên, đó là ngân hàng nhà nước giảm giá mua USD lần 3 trong năm 2021. Ngày 5 tháng 11, thì ngân hàng nhà nước giảm giá mua vào đồng USD từ mức 22.750 Việt Nam đồng trên USD xuống 22.650 Việt Nam đồng trên USD, khiến cho tỷ giá giao dịch tại các ngân hàng thương mại giảm. 11 tháng đầu năm thì ngân hàng nhà nước đã 3 lần giảm giá mua USD với tổng mức giảm là 475 đồng, giảm 150 đồng ngày 8 tháng 6 và 225 đồng vào ngày 10 tháng 8. So với cuối năm 2020, tỷ giá USD trên Việt Nam đồng đã giảm 1,73%. Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới ở mức cao khiến cho nhu cầu nhập lậu vàng tăng cao, cộng với nhu cầu USD tăng dần về cuối năm khiến cho tỷ giá trên thị trường tự do tăng mạnh vào cuối tháng 10. Và như vậy thì lượng giải ngân FDI và lượng kiều hối tích cực cũng như cán cân thương mại quay trở lại xuất siêu trong 10 tháng đầu năm khiến cho nguồn cung cầu ngoại tệ trên thị trường cân bằng trong giai đoạn cuối năm và giúp cho tỷ giá Việt Nam đồng trên USD duy trì trạng thái ổn định hoặc có thể tiếp tục giảm. Việc mà Việt Nam đồng tăng giá với cả USD ấy, thì đôi khi nó lại là điểm có lợi với cả những doanh nghiệp mà vay bằng ngoại tệ và hoạt động kinh doanh của họ lại bằng Việt Nam đồng. Chẳng hạn như tôi lấy ví dụ như Techcombank chẳng hạn, họ vay với mức lãi suất khá là thấp tại thị trường nước ngoài và họ sẽ kinh doanh tiền lãi đấy bằng tiền Việt Nam đồng. Thì trong trường hợp mà Việt Nam đồng mà đang được tiếp tục tăng giá này, ví dụ như là từ 20 theo cái thống kê đây là so với cuối 2020 thì tỷ giá USD Việt Nam đồng giảm 1,78%, tức là Việt Nam đồng đang tăng giá đâu đó khoảng 1,8% so với cả đồng đô, mà lãi suất của Techcombank vay trên thị trường quốc tế chỉ đâu 1,69% mà thôi. Tuấn nhớ không nhầm là như vậy. Chính xác về xem lại nhé. Nhưng khoảng 1,69%. Thì rõ ràng là gần như là Techcombank vay không có lãi. Đó, thì Tuấn thấy rằng là đôi khi cái việc mà tỷ giá nó như này và cộng với là việc mà cái nền kinh tế vĩ mô Việt Nam mình càng ngày càng vững lên ấy, thì nó sẽ có lợi cho một số doanh nghiệp mà có vay bằng tiền tiền đô và kinh doanh bằng tiền Việt. Và tin thứ hai trong phần lãi suất tiền tệ và ngân hàng, đó là chính phủ lên kế hoạch phát hành trái phiếu ngoại tệ. Trong bối cảnh cần triển khai thêm các gói kích thích kinh tế khổng lồ để nhanh chóng phục hồi kinh tế, thì chính phủ đã có kế hoạch phát hành trái phiếu ngoại tệ trong nước để huy động nguồn ngoại tệ nhàn rỗi trong dân. Và hiện thì Việt Nam còn 2 khoản vay, đó là 1 tỷ đô la Mỹ phát hành vào năm 2014 và 1 tỷ đô la Mỹ phát hành vào năm 2015, đều ở mức lãi suất là 4,8% cho kỳ hạn 10 năm. Và việc huy động ngoại tệ ngay từ lúc này là phù hợp khi mà mặt bằng lãi suất USD đang ở vùng đáy. Từ năm 2022 thì Fed có thể sẽ bắt đầu tăng lãi suất cơ bản. Và tuy nhiên thì nguồn vốn ngoại tệ của các ngân hàng sẽ bị co hẹp và do đó thì các doanh nghiệp khi mà vay ngoại tệ sẽ đối mặt với khả năng lãi suất tăng lên. Vâng, cái này thì nó sẽ chỉ làm cho cái vĩ mô của Việt Nam mình, cái đồng tiền Việt Nam mình sẽ ngày càng mạnh lên thôi. Thì cái này nó là tốt, về nói chung là tích cực. Tuấn sẽ không đánh giá gì trong phần này cả.
Vâng. Và chúng tôi vừa đi qua phần lãi suất tiền tệ và ngân hàng và phần thông tin vĩ mô. Quý nhà đầu tư có câu hỏi gì hãy để ở dưới comment. Cuối chương trình thì chuyên gia của chúng tôi sẽ quay trở lại để giải đáp cho quý nhà đầu tư. Và tin tức tiếp theo trong phần kênh cổ phiếu, đó là tuần này chúng tôi nhắc đến cổ phiếu FPT ký kết hợp đồng chuyển đổi số quy mô 40 triệu USD cho chính phủ Singapore. FPT vừa công bố kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2021 với doanh thu tăng 19,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế tăng 19,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ và EPS lần lượt đạt 3.482 tỷ đồng và 3.844 đồng và tăng 19% và 18,4% tương đương với 103% kế hoạch. Đáng chú ý là FPT cho biết lần đầu tiên sau gần 15 năm mở văn phòng tại Singapore thì doanh nghiệp vừa ký kết hợp đồng có quy mô 40 triệu USD trong 2 năm, tập trung vào các dự án chuyển đổi số khối chính phủ nhằm phát triển mô hình quốc gia số Smart Nation. Và đây là một dự án khá là quan trọng, không những giúp cho FPT bứt phá về kết quả kinh doanh mà còn từng bước khẳng định vị thế của mình trên thị trường quốc tế. FPT chắc chắn là cổ phiếu không thể thiếu cái danh mục rồi. Khi mà nó nằm trong đúng cái trend vĩ mô rằng là chuyển đổi số, và tôi biết rằng là trong cái cơ cấu doanh thu về công nghệ thông tin ấy, thì ở thị trường nước ngoài thì FPT đâu đó tăng trưởng khoảng 20% thôi, nhưng mà tăng trưởng thị trường trong nước là trên 40%, khoảng 45-49% gì đó. Thì Tuấn thấy rằng là cái công nghệ thông tin trên thị trường trong nước cũng đang tăng trưởng rất là mạnh mẽ, và FPT vẫn tiếp tục tăng trưởng có thể là khoảng 20-22% trong khoảng 2-3 năm tới. Tuy vậy thì FPT cũng phải có một cái rủi ro, đó chính là việc mà các dự án vệ tinh, tức là Internet vệ tinh của SpaceX đang phóng lên rất là nhiều, và họ dự kiến đến 2025 là họ sẽ phủ toàn bộ bầu trời và Internet có thể đi đến mọi nơi trên thế giới. Thì trong trường hợp như thế thì cái triển vọng mà sau 2025 đối với FPT nó sẽ là một dấu hỏi, đặc biệt với mảng FPT Telecom. Tuy vậy thì tại thời điểm hiện tại thì Tuấn nghĩ rằng là đây chưa phải vấn đề đe dọa lớn với FPT, và do đó thì FPT vẫn là cổ phiếu rất đáng để nắm giữ trong thời gian tới. Vào kênh cổ phiếu tuần này thì chúng tôi sẽ cập nhật hiệu quả của danh mục đầu tư cổ tức từ đến ngày 12 tháng 11 năm 2021. Trong danh mục đầu tư cổ tức của chúng tôi thì gồm có 10 mã mà chúng tôi có để ở trên màn hình để quý nhà đầu tư theo dõi. Thì hiệu quả của danh mục cổ tức với VN Index từ đầu năm cho đến nay thì đạt là 27,6%. Tuy nhiên thì tỷ suất lợi nhuận kép tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 đến hiện tại đạt 20,9%, vượt trội hơn 5,3% so với VN Index là 15,6%. Để quý nhà đầu tư có thể cập nhật thông tin về danh mục thì quý nhà đầu tư hãy tham gia vào các cộng đồng của chúng tôi hoặc lên web vndirect.com.vn của chúng tôi để cập nhật về danh mục cổ tức hàng tháng của chúng tôi ạ. Sau đây thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần kênh tài sản khác. Với tin tức đầu tiên của kênh tài sản khác, đó là thị trường bất động sản sôi động trở lại sau giãn cách. Theo bất động sản.com.vn thì trong tháng đầu tiên dỡ giãn cách, các trang giao dịch bất động sản online ghi nhận lượng tin đăng tăng rất là mạnh, và lượng tin bán chung cư đất nền tại thành phố Hồ Chí Minh tăng hơn 300 lần và gần 400 lần so với tháng 9, trong khi lượng tin bán đất tăng 200%. Về nhu cầu thì mức độ quan tâm của người tiêu dùng với bất động sản chung cư, nhà phố cũng tăng lên gần gấp đôi so với tháng trước. Trái lại, ở phân khúc căn hộ biển thì ghi nhận giao dịch ảm đạm về cả nguồn cung lẫn khả năng hấp thụ. Với diễn biến trên thì cho thấy nguồn cung bất động sản bị dồn nén mạnh trong thời gian giãn cách và bùng nổ lại sau khi tái mở cửa, và thị trường bất động sản tại các đô thị lớn sẽ là điểm hồi phục trước tiên và mạnh hơn cả. Và phân khúc bất động sản du lịch chưa thể hồi phục trở lại. Thì mời anh Tuấn ạ. Câu chuyện về bất động sản thì thực ra là thời điểm này thì rất nhiều cổ phiếu bất động sản đã tăng rất là nóng rồi, và cái giá cổ phiếu cũng ở mức rất là cao so với cả mức định giá. Ngoài ra một điểm nữa là có rất nhiều các doanh nghiệp bất động sản còn chưa bàn giao mà giá đã tăng rất là mạnh. Thì thời điểm này mà nếu như chúng ta mua bất động sản thì nó Tuấn nghĩ rằng nó sẽ khá là rủi ro. Tuy vậy thì có một số các doanh nghiệp bất động sản Tuấn nghĩ vẫn là hấp dẫn, ví dụ như là Vinhome chẳng hạn, khi mà giá cổ phiếu gần như vẫn chưa tăng và cái định giá của doanh nghiệp vẫn khá là rẻ. P/E đâu đó là chỉ khoảng 10 lần, đúng không? Và ROE khoảng 36%, tôi nghĩ rằng là cực kỳ hấp dẫn. Ngoài ra thì có một doanh nghiệp nữa là doanh nghiệp PHR, như lúc đầu tuần có chia sẻ về bất động sản khu công nghiệp đó, thì PHR cũng có quỹ đất rất là lớn, và việc mà chuyển đổi đất bắt đầu rõ ràng hơn khi mà cái cấu trúc thượng tầng tại tỉnh Bình Dương nó được ổn định hơn.
Và vì vậy PHR có thể triển khai các khu công nghiệp mới. Đó thì PHR cũng một doanh nghiệp khá đang theo dõi thời gian tới. Dạ vâng, cảm ơn anh Tuấn ạ. Và tiếp theo của kênh tài sản khác thì tuần này chúng tôi đề cập đến kênh trái phiếu, đó là đầu tư trái phiếu cùng dự án điện gió lớn nhất Đông Nam Á. Trend năng lượng sạch trên quy mô toàn thế giới và Việt Nam định hướng năng lượng điện gió, năng lượng mặt trời sẽ chiếm tỷ trọng lớn trong nguồn phát điện đến năm 2045 là 42%. Và Trung Nam là nhà phát triển hàng đầu về năng lượng tái tạo của Việt Nam, tài sản là 2,3 tỷ USD, tương đương với GDP của tỉnh Nam Định. Và là một trong số ít nhà đầu tư có thể thi công hạ tầng và nhà máy điện, chính vì vậy mà có lợi thế về đàm phán với nhà cung cấp thiết bị điện. Và công ty này thì nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của công ty và huy động nguồn vốn cho dự án năng lượng tái tạo đầy tiềm năng, đó là nhà máy điện gió Ea Nam. Và Trung Nam Group thì đã phát hành trái phiếu với các mã trái phiếu có kỳ hạn từ 1 năm, 7 năm, 9 năm phù hợp với nhu cầu đa dạng của các nhà đầu tư. Với tài sản đảm bảo có giá trị lớn, đó là hơn 130% giá trị phát hành là dự án điện gió lớn nhất Đông Nam Á đã hoàn thiện pháp lý ký hợp đồng mua bán điện. Và khi mà nhà đầu tư tham gia với trái phiếu này thì sẽ nhận được lợi suất đầu tư từ 9,3 đến 9,7% trên một năm, cao hơn so với việc mà gửi lãi suất tiết kiệm. Và vốn đầu tư tối thiểu của quý nhà đầu tư đó là 100 triệu đồng. Và để cụ thể theo dõi thêm thông tin về trái phiếu của Trung Nam Group thì quý nhà đầu tư hãy kích vào QR code mà chúng tôi có để trên màn hình để có thể nhận được cái thông tin cụ thể hơn về mã trái phiếu này ạ. Và tiếp theo thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần câu chuyện đầu tư tuần này. Xin mời anh Tuấn sẽ kể câu chuyện tuần này cho quý nhà đầu tư ạ. Vâng, câu chuyện tuần này thì một câu chuyện ngắn thôi. Câu chuyện về hai nhân viên kinh doanh được giao đến hai nhân viên kinh doanh này ở Anh và được giao đến châu Phi để tìm hiểu về tiềm năng thị trường của khu vực này. Thì một anh đi về anh bảo rằng là thị trường này chả tiềm năng gì cả. Không có ai trên ở cái khu vực này mang giày. Và một anh B thì anh ấy về anh viết báo cáo rằng là thị trường này tiềm năng to lớn, không ai mang giày cả. Đó, thì cái chúng ta nhận thấy rằng là sự khác biệt giữa anh A và anh B đúng không ạ? Anh A thì đôi khi là anh sẽ luôn luôn nhìn thấy khó khăn thôi. Và anh B thì luôn luôn nhìn thấy cơ hội. Và người kinh doanh giỏi là người nhìn thấy cơ hội ở trong cái khó khăn đấy. Về ứng dụng trong đầu tư thì sao? Thì một sản phẩm ưu việt khi đưa ra thị trường thì sẽ khó được đón nhận ngay. Quan trọng nhất là cái sự tính đột phá này. Và thứ hai là khả năng marketing hiệu quả để giúp cho sản phẩm đó đến tay thị trường nhanh hơn. Ví dụ như câu chuyện của Steve Jobs đối với cả iPhone chẳng hạn. Khi mà Steve Jobs đưa ra sản phẩm iPhone hay là đưa ra bất cứ sản phẩm nào, đội ngũ marketing đều bảo hay là nghiên cứu thị trường đều bảo rằng là cái này trên thị trường làm gì có đâu, không hề có nhu cầu. Tuy vậy thì Steve Jobs nói rằng là những có những sản phẩm mà mình phải đưa đến tận mắt khách hàng, đưa cho họ nhìn, họ dùng, họ mới thấy nhu cầu của họ đấy. Đó, và sau đó thì Steve Jobs đã chứng minh được rằng là iPhone là một sản phẩm cực kỳ thành công. Rồi khi có tín hiệu đầu tiên của sản phẩm thành công thì đó là lúc lập tức mua vào cổ phiếu rất là nhanh và phải mạnh mẽ luôn. Cho dù có vẻ đắt trong ngắn hạn và vì câu chuyện đó lúc đó là chỉ có thành công hay không mà thôi. Và định giá, khi chúng ta định giá một doanh nghiệp theo kiểu gọi là startup đi, thì chúng ta phải định giá theo quy mô. Nếu một doanh nghiệp mà chạy đủ nhanh để chiếm thị phần lớn nhất thì chúng ta có thể định giá công ty như sau. Một, đó là tính quy mô thị trường. Tức là ví dụ như là đối với cả câu chuyện giày đi, thì Việt Nam mình có 90 triệu dân chẳng hạn và có 60% người trưởng thành phải đi giày. Thì đó chúng ta đã tính ra được là 60 triệu đôi giày mỗi năm, đúng không ạ? Chúng ta tính ra thị phần của doanh nghiệp, ví dụ như là chúng ta giả định là thị phần doanh nghiệp chúng ta vào cái thị trường Việt Nam này, chúng ta chỉ kiếm được thị phần khoảng 30%. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ quy lại là cái doanh thu của 60 triệu đôi giày nhân với cả mỗi đôi giày 1 triệu đi. Đúng không ạ? Là khoảng 60 tỷ. Rồi 60 tỷ chúng ta lại chia đều cho cái phần thị phần, chúng ta sẽ doanh thu của doanh nghiệp chúng ta. Đó. Thì đấy là cách mà chúng ta có thể định giá doanh nghiệp theo quy mô, mặc dù là tại thời điểm hiện tại chúng ta chưa nhìn thấy gì cả. Đó, thì đấy là một vài quan điểm của Tuấn về câu chuyện này. Dạ vâng, cảm ơn câu chuyện của anh Tuấn. Như vậy thì chúng tôi đã đi xong 5 phần của chương trình ngày hôm nay. Và sau đây, trước khi chuyển sang phần trả lời câu hỏi của quý nhà đầu tư, thì tôi xin nhắc lại với quý nhà đầu tư đó là quý nhà đầu tư đừng quên tham gia mini game ngày hôm nay của chúng tôi để nhận được phần quà hấp dẫn. Quý nhà đầu tư hãy comment đáp án của mini game kèm theo con số may mắn của mình ạ. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ nhắc lại cho quý nhà đầu tư về các chương trình của chúng tôi. Ngoài chương trình La bàn thị trường của chúng tôi vào lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần thì chúng tôi còn có chương trình tọa đàm đầu tư, chương trình dành riêng cho khách hàng của VN Direct sẽ phân tích về các mã cổ phiếu và nhận định thị trường, thời gian là
15 giờ thứ tư hàng tuần. Và chương trình thứ ba đó là chương trình cổ phiếu 360 độ. Chương trình này thì chúng tôi sẽ phân tích một mã cổ phiếu theo hai phương diện tích cực và tiêu cực. Thời gian đó là 15 giờ thứ năm hàng tuần. Ngoài ra thì chúng tôi có chương trình nhịp đập thị trường. Chương trình này thì chuyên gia của chúng tôi sẽ nhận định thị trường, phân tích kỹ thuật về các mã cổ phiếu trong phiên ngày hôm đó. Và với chương trình này thì chúng tôi sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ hàng ngày. Ngoài ra thì chúng tôi còn một chương trình nữa, đó là chương trình Deal Insight bàn tròn chuyên gia. Với chương trình này thì các chuyên gia của chúng tôi sẽ đưa ra chiến lược thị trường và các kênh tài sản. Ở đây thì chương trình của chúng tôi sẽ diễn ra một tháng trên một lần. Ngoài ra thì chúng tôi còn có 4 cộng đồng trên Facebook và Stockbook để quý nhà đầu tư tham gia và chúng tôi cùng đồng hành với quý nhà đầu tư. Với cộng đồng đầu tiên đó là cộng đồng tích sản đầu tư thịnh vượng DeWell. Cộng đồng thứ hai đó là cộng đồng giao dịch chứng khoán DeStock. Cộng đồng thứ ba đó là gieo hạt sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư DeGo. Và cộng đồng thứ tư đó là cộng đồng bảo an tài chính DeLife. Tôi đã để 4 cái QR code về 4 cộng đồng để quý nhà đầu tư có thể dễ dàng tham gia các cộng đồng của chúng tôi ở trên màn hình ạ. Ngoài ra thì tất cả các thông tin của chúng tôi thì sẽ được cập nhật ở trên page Trung tâm Tư vấn Đầu tư VnDirect. Sau đây thì tôi xin phép được chuyển sang phần trả lời câu hỏi của quý nhà đầu tư ngày hôm nay. Với câu hỏi đầu tiên của quý nhà đầu tư lô D đó là cho em hỏi về mã cổ phiếu QNS và NT2 giá mua ạ. QNS và NT2 thì nói NT2 trước đi. NT2 là một doanh nghiệp thiên về điện và họ có cái nhà máy điện ở tại khu vực Nhân Trạch 2. Nhà máy điện này thì họ không tăng được công suất, tức là họ chỉ dừng được ở như vậy thôi và hàng năm họ sẽ trả cổ tức ra. Và ngoài ra một điểm nữa rằng là NT2 sẽ được đảm bảo một phần ở đầu vào và một phần đầu ra, tức là EVN sẽ đảm bảo rằng là tôi sẽ mua của ông một lượng kWh nhất định với mức giá như này. Còn GAS tức là cái công ty đầu vào của NT2 sẽ bảo rằng tôi sẽ cung cấp ông một lượng khí nhất định như này và ông với giá tầm này. Đó. Thế thì nó sẽ có chênh lệch một chút, tức là đôi khi là NT2 cái độ chênh giữa hai cái độ trễ khiến cho NT2 bị lỗ hoặc là lãi rất là lớn. Đó, thì giai đoạn quý trước thì NT2 bị lỗ rất là nhiều khiến cho giá cổ phiếu bị giảm. Thì đến sang giai đoạn quý này thì lợi nhuận NT2 lại phục hồi. Đó. Thế thì trong trường hợp như thế thì Tuấn nghĩ rằng là NT2 nó một doanh nghiệp nó chỉ gọi là thiên gọi là sideways up thôi, tức là nếu như nhìn trong dài hạn đi. Nó là một doanh nghiệp sideways up và vì nó không tăng được công suất mà nên thành ra nó chỉ sideways up và nó tăng do cái lượng cổ tức nó trả ra. Thì trong trường hợp như vậy thì quý vị khi mà mua NT2 thì nên, Tuấn nghĩ là nên mua khi mà nó ở mức giá giảm đáy, tức nó bao giờ dao động trong phần ben, tức là xuống quá mức nào đó thì nó sẽ được đi lên và lên cao quá mức nào đó nó sẽ bị đi xuống. Đó, thì trong trường hợp như thế thì quý vị nên mua NT2 khi mà nó ở mức giá thấp, và nếu như quý vị muốn bán ra thì nên bán ở một vùng giá cao hoặc là quý vị nhìn theo cái mức suất cổ tức nó trả cho quý vị ấy. Khi nào quý vị thấy hấp dẫn thì quý vị mua vào, và khi nào quý vị thấy nó cao hơn cái mức hấp dẫn của mình kỳ vọng rồi thì quý vị lại bán ra. Còn thời điểm hiện tại thì Tuấn thấy rằng là NT2 đang ở vùng cao của quá khứ ấy, thì ok, nó vẫn có thể tăng một chút nữa, ví dụ tăng được khoảng 10% nữa do cái trả cổ tức hàng năm khoảng 10% đó. Thì nhưng mà tại thời điểm này thì Tuấn nghĩ rằng là không hấp dẫn. Dạ vâng. Còn một mã nữa quý nhà đầu tư hỏi. QNS đúng không? QNS thì nó đi theo giá đường thôi. Nhưng mà QNS thì nó có hai câu chuyện, một là giá đường, hai nữa là cái câu chuyện tin đồn rằng là QNS có việc M&A. Đó, thì chính cái câu chuyện như thế khiến cho giá QNS tăng cao hơn mọi khi. Và nếu như câu chuyện của QNS mà diễn ra, tức là câu chuyện mà M&A diễn ra ấy, thoái vốn diễn ra, thì lúc đó là QNS sẽ một doanh nghiệp có thể còn tăng được nữa. Tuy vậy thì ở góc độ, nếu thuần ở góc độ giá đường, thì giá đường từ bây giờ đến quý 1 2022 thì khả năng cao vẫn là tiếp tục được hưởng lợi. Do vậy thì tôi nghĩ rằng là cầm QNS vùng này vẫn ok, vẫn khá là hấp dẫn, ok. Bởi vì cái catalyst để giảm giá cho QNS là chưa có. Đó. Dạ vâng. Và chuyển sang câu hỏi thứ hai của nhà đầu tư Thái NT, đó là cho mình hỏi chiều mua về CLL và HT1. Với cái câu hỏi này của quý nhà đầu tư thì về phân tích kỹ thuật thì xin mời quý nhà đầu tư hãy tham gia vào chương trình nhịp đập thị trường của chúng tôi để chuyên gia của chúng tôi sẽ tư vấn cho quý nhà đầu tư về điểm mua và điểm bán của các mã cổ phiếu ạ. Chúng tôi xin phép được chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Đó là anh xem giúp em của nhà đầu tư Ti Nguyễn hỏi về mã cổ phiếu DXG, BIDV và Techcombank ạ. Câu chuyện thứ nhất là về DXG thì chắc là Tuấn sẽ không đánh giá, vì nó có một số cái
cái hoạt động mà Tuấn thấy nó chưa chưa thực sự fair với cổ đông nhỏ. Ok, thì đất xanh thì Tuấn sẽ không đánh giá ở đây. Câu chuyện thứ hai là về BIDV, thì giữa BIDV với cả Techcombank thì Tuấn đánh giá Techcombank cao hơn nhiều, vì BIDV họ có khoản nợ nhóm 2 nó cực kỳ siêu to khổng lồ, rất là vĩ đại. Đó thì cái đấy nó sẽ là một cái rủi ro về chất lượng tài sản của BIDV. Ngược lại Techcombank thì họ có rất nhiều mảng gọi là đứng đầu thị trường. Lợi nhuận của họ bây giờ đang đứng thứ 2 thị trường rồi, và có thể đâu đó cái nguồn lực của họ đủ mạnh có thể chiếm được ngôi đầu của Vietcombank trong khoảng 2 đến 3 năm tới. Đó thì Tuấn nghĩ rằng là Techcombank là một doanh nghiệp giá khá đáng theo dõi. Ngoài ra thì họ có rất nhiều mảng dẫn đầu thị trường, như là mảng trái phiếu này, trái phiếu họ là số 1 thị trường này. Rồi họ có mảng quỹ trái phiếu của họ cũng là số 1 thị trường. Mảng Techcombank S của họ cũng đang dần dần chiếm vị trí số 7, tức là trong top 10. Và Techcombank S dự kiến là sẽ IPO trong quý 1 2023. Và đây sẽ là một cái catalyst rất là lớn để Techcombank tăng giá. Đó thì Tuấn nghĩ đánh giá Techcombank cao hơn nhiều so với cả BIDV. Dạ vâng. Và chúng tôi sẽ chuyển sang câu hỏi tiếp theo của nhà đầu tư Nam Dương. Đó là các chuyên gia đánh giá giúp mình về mã NTL ạ. NTL, Nhà Từ Liêm à? Dạ đúng rồi ạ. Nhà Từ Liêm thì họ có cái khu đất ở, tức là cái đất của họ chủ yếu là khu vực ở ngoại ô thì phải. Tuy vậy thì cổ phiếu này Tuấn đang chưa nắm đủ rõ, chắc là tí nữa Tuấn sẽ comment. Không biết câu hỏi này ở trên Facebook. Trên Facebook thì chắc là tí nữa Tuấn sẽ comment trả lời sau, Tuấn sẽ xem lại. Vâng. Vậy thì chuyển sang câu hỏi của nhà đầu tư Cao Phương Linh, đó là HPG còn có thể giữ được không ạ? HPG thì Tuấn nghĩ rằng là khá hấp dẫn để giữ, nhất là việc định giá của họ đang chưa có đắt nếu như tính theo lợi nhuận 35.000 tỷ năm nay. Cộng với cả là sang năm tới thì họ, tức là chính phủ mình sẽ đẩy mạnh đầu tư công và cái chính sách chi tiêu công lên đến, tức là một con số dự kiến rất là lớn trong 2 năm liên tục từ 2022 và 2023. Thì Tuấn nghĩ rằng là họ phát rất là đáng theo dõi. Chưa kể rằng là đến 2024 họ bắt đầu đi vào dung quất giai đoạn 2 nữa, thì cái công suất của Hòa Phát còn tăng lên mạnh nữa, thì Tuấn nghĩ rằng là rất hấp dẫn. Dạ vâng. Tiếp theo câu hỏi của nhà đầu tư Phùng Nguyễn, cho em hỏi các doanh nghiệp ngành xây lắp và vật liệu xây dựng như đá, xi măng, nhựa đường có định giá khá cao, mặc dù tác động của đầu tư công thì chưa tới nơi, anh đánh giá như thế nào về vấn đề này ạ? Thì họ chạy trước thôi, họ chạy trước kỳ vọng. Đó thì những doanh nghiệp này thì cái tỷ lệ free float nó không quá cao, thế thành ra là nó chạy trước kỳ vọng thôi. Tuy vậy thì khi mà đẩy mạnh đầu tư công thì đấy thì Tuấn nghĩ rằng là cái mà chúng ta dễ cầm nhất ấy, đó là xây dựng như kiểu Hòa Phát, tức là thép như kiểu Hòa Phát này, hay là ngân hàng, nó sẽ được hỗ trợ. Vâng. Và câu hỏi tiếp theo của nhà đầu tư Vinh Việt Kiều, đó là anh ơi anh đánh giá mã SSC trong thời gian ngắn hạn và dài hạn ạ. SSC thì câu chuyện của nó bắt đầu chững rồi đấy ạ. Bởi vì SSC là họ, cái đỉnh lợi nhuận của SSC là quý 2 2021. Điều đó có nghĩa rằng là đến quý 2 2022 là câu chuyện để tăng trưởng lợi nhuận của SSC nữa rất là khó. Đó, trong cái trường hợp như thế thì từ bây giờ đến hết quý 1 2022 thì Tuấn nghĩ rằng là vẫn ok, bởi vì các doanh nghiệp mà có quỹ đất sạch sẵn sàng cho thuê nó đang chưa có nhiều, ngoại trừ SSC hay là Long Hậu. Đó. Nhưng mà đến 2022 thì có rất nhiều các doanh nghiệp bắt đầu có sẵn sàng đất cho thuê rồi, như kiểu là của PHR chẳng hạn, là họ bắt đầu xin từ đầu năm nay rồi, nhưng mà do cái cấu trúc thượng tầng của tỉnh Bình Dương có một chút trục trặc khiến cho họ chưa triển khai được dự án, thì 2022 họ bắt đầu triển khai dự án, thì trong trường hợp như thế thì câu chuyện SSC nó sẽ không được hấp dẫn như 2021 nữa. Nếu đầu tư SSC thì chỉ nên đầu tư từ giờ đến quý 1 2022 thôi, còn đến sang quý 2 thì chúng ta phải chấp nhận rằng là lợi nhuận có thể bị suy giảm. Và lợi nhuận suy giảm thì giá cổ phiếu thường nó sẽ bị tác động tiêu cực. Dạ vâng. Và một câu hỏi nữa của quý nhà đầu tư Nguyễn Văn, đó là cho em hỏi với bất động sản hiện nay, mã nào đang được định giá còn hấp dẫn? Với câu hỏi này của quý nhà đầu tư thì lúc nãy trong chương trình của chúng tôi thì anh Tuấn có nhắc đến hai mã cổ phiếu đó là VHM và PHR đúng không ạ? Thì quý nhà đầu tư có thể tham khảo ạ. Tôi xin phép được chuyển sang câu hỏi tiếp theo của nhà đầu tư Dương Minh Đức, cho em hỏi về GMD và HSG tới cuối năm và đầu năm sau ạ. Như câu chuyện ở HSG thì Tuấn có chia sẻ ngay từ đầu rồi, bởi vì những doanh nghiệp này nó đi từ thép HRC, tức là nó khoảng giữa của cái chuỗi giá trị sản xuất, thành ra là nó gần như câu chuyện đầu cơ thôi. Khi mà họ đầu cơ được cái giá tồn kho thấp thì họ sẽ được lợi nhuận cao, và khi họ đầu cơ giá tồn kho cao thì họ sẽ bị lợi nhuận bị ảnh hưởng. Đó thì Hoa Sen Tuấn nghĩ là không hấp dẫn để đầu tư.
Trường hợp thứ hai là trường hợp của GMD thì Tuấn nghĩ rằng là khá ok khi mà cảng Cái Mép Thị Vải là khu vực mà có cái hạ tầng rất là tốt và họ có thể đón được tàu quy mô rất là lớn. Nếu như ngày xưa nó tập trung ở khu cảng Cát Lái thì cảng Cát Lái nó phải đi, một là cái hạ tầng giao thông không được tốt này, nó bị tắc nghẽn rất là nhiều này. Hai nữa là nó đi theo kiểu tàu feeder, tức là các tàu feeder đấy đón hàng xong từ tàu feeder lại chuyển đến một cái trạm trung chuyển lớn quốc tế nào đó để họ chuyển từ tàu feeder sang tàu mẹ. Thì câu chuyện đấy nó ở khu vực Cái Mép Thị Vải không diễn ra, mà họ có thể đón luôn tàu lớn được, tàu mẹ luôn được. Chính vậy nó sẽ giảm được cái thời gian mà chuyển hàng. Đó, thì cái Zemandev thì họ có cái cảng Zemalink. Và Zemalink tuy vậy thì bây giờ câu chuyện của Zemalink gần như là đã rất là rõ ràng rồi. Mặc dù là họ vẫn còn lợi nhuận của năm 20, cuối năm nay họ vẫn còn tiếp tục book lợi nhuận. Nhưng mà sang năm thì họ sẽ bị chậm lại một chút. Tuy vậy thì từ 2022 thì chúng ta sẽ nhìn tiếp câu chuyện của Zemalink giai đoạn 2. Đó, nên về cơ bản là Zemandev tôi nghĩ là khá là ok. Tuy vậy quý vị có thể đề nghị xem xét thêm cái doanh nghiệp như kiểu SGP khi họ có cái cảng mới SSIT ngay bên cạnh cái cảng của Zemalink thôi. Mặc dù nó kém hơn Zemalink một chút nhưng mà về cơ bản là cái cảng này cũng khá là ok. Đó. Dạ vâng. Và do chương trình của chúng tôi cũng có giới hạn, chính vì vậy mà tôi xin phép chương trình của chúng tôi sẽ trả lời quý nhà đầu tư hai câu hỏi nữa. Còn lại thì chúng tôi sẽ trả lời trực tiếp ở dưới comment cho quý nhà đầu tư ạ. Và sang câu hỏi tiếp theo của quý nhà đầu tư đó là Tùng Lê. Anh Tuấn cho em hỏi về tầm nhìn cổ phiếu bất động sản DIG ạ. DIG thì quỹ đất của họ rất là nhiều. Nhưng mà cái việc mà giá cổ phiếu tăng rất là mạnh thời gian qua là một này. Thứ hai nữa là cái dự án của họ còn cái việc mà chuyển đổi tính pháp lý ấy, thì nó sẽ tốn thời gian. Do vậy thì cổ phiếu này về dài hạn rất ok nhé, bởi vì quỹ đất trên giấy tờ họ rất là nhiều. Nhưng trong ngắn hạn thì một là cái việc quy đổi từ đất sang tiền nó sẽ gặp nhiều khó khăn. Và thứ hai nữa là cái tính pháp lý của nó sẽ không thể nhanh được. Đó, thì trong trường hợp như thế thì Tuấn nghĩ rằng là chúng ta nên chờ đợi DG cũng khoảng tích lũy đâu đó khoảng 6 tháng đi thì chúng ta mới nên mua. Mặc dù dài hạn rất tốt nhé, dài hạn rất tốt nhưng mà ngắn hạn đang hơi nóng. Dạ vâng. Chúng tôi sẽ chuyển sang câu hỏi tiếp theo của quý nhà đầu tư Nguyễn Văn, đó là gần tới ngày trả cổ tức bằng tiền thì giá cổ phiếu thường biến động như thế nào ạ? Sau khi trả cổ tức nữa ạ, em cảm ơn. Thường thì theo kinh nghiệm của Tuấn, cái này thì không trả lời được chính xác nhé, bởi vì mỗi thời điểm nó sẽ khác nhau. Có lúc thì nó thị trường giá cổ phiếu sẽ tăng trước, lúc thì đến ngày thì giá cổ phiếu lại giảm. Đó, câu hỏi này thì thực ra rất là khó trả lời. Nhưng theo kinh nghiệm của Tuấn thì 80% là khi có thông tin trả cổ tức là giá cổ phiếu đã tăng trước rồi. Đó, đấy là câu trả lời như vậy. Dạ vâng, và chúng ta sẽ sang một câu hỏi cuối cùng sau khi kết thúc câu chương trình ngày hôm nay. Đó là HSG và NKG, chuyên gia đánh giá như thế nào ạ? Đấy, Hoa Sen Nam Kim thì Tuấn trả lời ngay từ đầu rồi. Đó là những doanh nghiệp này đi từ giữa chuỗi giá trị nên thành ra là nó thiên về câu chuyện đầu cơ cái hàng tồn kho nhiều hơn. Và Nam Kim đã từng phải bán một cái nhà máy đi để trả nợ trả nợ ngân hàng. Đó, nhưng cho thấy rằng là những doanh nghiệp này, nếu những doanh nghiệp nào mà sản xuất mà không đi từ đầu chuỗi giá trị ấy, thì nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều, khi mà nhất là theo kiểu gọi là đầu cơ hàng nguyên liệu như vậy. Dạ vâng, và câu hỏi đó thì cũng sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Còn lại câu hỏi của quý nhà đầu tư chúng tôi xin phép được trả lời trực tiếp ở dưới comment. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã theo dõi chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại vào 15 giờ thứ hai tuần sau. Xin chào, hẹn gặp lại. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VN Direct và hãy bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.